Bích Phương kính mời quý vị theo dõi bản tin về Tòa án Nhân dân Cộng sản Việt Nam kết án tù nặng cho các thành viên Hội Anh em Dân chủ và cô Lê Thu Hà. Việt Nam đưa 6 nhà hoạt động ra tòa với cáo buộc lật đổ chính quyền, nhà cầm quyền Cộng sản tăng cường đàn áp bất đồng chính kiến. Hôm thứ Năm, một phiên tòa tại Hà Nội đã đưa 6 nhà hoạt động ra xét xử với cáo buộc cố ý lật đổ chính quyền, trong đó bao gồm nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, luật sư Nguyễn Văn Đài cùng 5 bị cáo liên quan đến tổ chức Hội Anh em Dân chủ. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát đưa ra nói rằng các nhà hoạt động đã liên hệ với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nhằm chống đối nhà nước, thay đổi hệ thống chính trị và cuối cùng là lật đổ chính quyền. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời cáo trạng, các bị cáo đã lợi dụng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, xã hội dân sự để che giấu mục đích hoạt động của Hội Anh em Dân chủ. Viện Kiểm sát tối cao cáo buộc Nguyễn Văn Đài là người chủ mưu, trực tiếp xây dựng cương lĩnh hoạt động của Hội, phát triển lực lượng và tìm kiếm nguồn tài trợ tài chính từ các tổ chức cá nhân ngoài nước, với tổng số tiền vận động lên tới 80.000 Mỹ Kim. Các nhóm nhân quyền quốc tế đã kêu gọi trả tự do cho 6 nhà hoạt động. James Gomez, Giám đốc đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế nói, Việt Nam là một trong những nước cầm tù nhiều nhà hoạt động ôn hòa nhất tại Đông Nam Á. Một danh hiệu đáng xấu hổ, cả 97 tù nhân lương tâm ở Việt Nam đều là những người phụ nữ và đàn ông dũng cảm. Họ đã bị tước đoạt quyền tự do chỉ vì thúc đẩy quyền con người. Theo danh sách Human Rights Watch, hiện có 119 nhà hoạt động đang bị giam giữ vì vi phạm luật an ninh quốc gia. Đáp lại, Hà Nội nói, Việt Nam không có tù nhân chính trị, chỉ có những người vi phạm luật pháp nên bị bắt giữ. Phát biểu trước các phóng viên hồi tuần trước, tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Crittenbrink nói, nhân quyền vẫn là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt Nam. Mặc dù có tiến bộ trong những năm gần đây, nhưng một năm qua, Hà Nội có xu hướng giam giữ, kết án các nhà hoạt động nhiều hơn. Nguyễn Văn Đài, đồng sáng lập Hội Anh em Dân chủ, và Lê Thu Hà, một thành viên khác, bị bắt hồi tháng 12 năm 2015. Ban đầu họ bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. 4 thành viên còn lại bị bắt giữ vào tháng 7 năm ngoái. Luật sư Đài và 4 người khác đã từng bị cầm tù vì các cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia. Năm 2017, Đài bị kết án 5 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau kháng cáo, ông bị 4 năm tù giam và bị thu hồi giấy phép hành nghề luật sư. Một số đại diện ngoại giao và người thân các bị cáo được cho phép tham dự phiên tòa. Kết quả 15 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Đài, 12 năm tù giam với Nguyễn Trung Tôn và Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển 11 năm tù giam, Lê Thu Hà 9 năm tù giam và Phạm Văn Trội 7 năm tù giam. Huyền Trang, một phóng viên tự do trong nước, chia sẻ. Cô nói đây là một phiên tòa bất công. Viện Kiểm sát chỉ đọc theo các cáo trạng. Phần tranh tụng rất hạn chế. Các nhà hoạt động đã bác bỏ các cáo buộc và coi đây là một bản án oan sai. Luật sư Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Đài 48 tuổi, là một luật sư nhân quyền từng hỗ trợ thành lập nhiều nhóm nhân quyền trong năm 2006, trong đó có Công đoàn Việt Nam Độc lập, Khối Dân Chủ 8406 và Ủy ban Nhân quyền Việt Nam. Ông đã nhận bào chữa cho hầu hết các vụ liên quan đến các nhà thờ Tin Lành tại gia, trong đó có vụ của mục sư dòng Mennonite và cựu tù nhân chính trị Nguyễn Hồng Quang. Ông đã viết nhiều bài về dân chủ và tự do báo chí. Ông cũng mở nhiều lớp học ngoại khóa ở văn phòng luật của mình để dạy cho những người muốn học về nhân quyền. Vì các hoạt động của mình mà Nguyễn Văn Đài đã phải chịu rất nhiều đợt sách nhiễu, đe dọa, thẩm vấn, quản thúc, câu lưu, hành hung và tù giam, ông bị khai trừ khỏi luật sư đoàn và bị bắt vào tháng 3 năm 2007 về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Tháng 5 năm 2007, ông bị xử và kết án 5 năm tù. Tháng 11 năm 2007, tòa phúc thẩm giảm mức án của ông xuống còn 4 năm.
Sau khi hoàn thành bản án tù, Nguyễn Văn Đài lập tức nối lại các hoạt động vì quyền con người. Tháng 4 năm 2013, ông giúp thành lập một nhóm có tên gọi là Hội Anh Em Dân Chủ để bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế thừa nhận và để vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam. Tháng 5 năm 2014, khi đang ở trong một quán cà phê cùng vài nhà hoạt động nhân quyền khác, một nhóm người kéo đến, ném ly vào ông và đánh đập ông. Tháng Giêng và tháng 3 năm 2015, một nhóm người tấn công vào nhà ông và tìm cách phá cửa chính. Đầu tháng 12 năm 2015, Nguyễn Văn Đài có bài nói chuyện về các quyền con người được bảo đảm trong Hiến pháp Việt Nam, tiếp nối bằng một cuộc thảo luận mở ở giáo xứ Vạn Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Buổi chiều hôm đó, Nguyễn Văn Đài cùng ba nhà hoạt động khác trở về Hà Nội. Xe taxi chở họ bị một nhóm khoảng chục người mặc thường phục và đeo khẩu trang. Nguyễn Văn Đài kể với một phóng viên Đài Á Châu Tự Do rằng, những người này lôi ông ra khỏi xe taxi, đánh ông vào đùi và vai bằng gậy gỗ, rồi lôi ông lên xe ô tô của họ. Trong xe, họ vẫn tiếp tục đánh ông. Sau cùng, những kẻ thù ác lột áo khoác và giày rồi bỏ ông trên một bãi biển. Ba nhà hoạt động khác cũng bị các nhóm người khác đánh rất tàn bạo. 10 ngày sau vụ tấn công đó, công an bắt Nguyễn Văn Đài khi ông đang trên đường đi gặp một phái đoàn Liên Âu tới Việt Nam để tham gia cuộc đối thoại nhân quyền thường niên. Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước và bị công an tạm giam suốt 19 tháng rưỡi mà không được tiếp cận với luật sư hay nguồn hỗ trợ pháp lý. Tháng 7 năm 2017, công an thay đổi nội dung, cáo buộc thành tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Văn Đài được trao giải thưởng tự do ngôn luận Hellman Helmet năm 2007, giải Nhân quyền Việt Nam của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cũng trong năm 2007 và giải Nhân quyền của Liên đoàn Thẩm phán Đức năm 2017.